cú sốc trên thị trường nghìn tỷ bảng suýt kéo nước Anh xuống vực sâu khủng hoảng. Theo hãng tin CNN, những quỹ hưu trí thường sẽ có nhiệm vụ là phải đem lại sự ổn định và tin tưởng để phục vụ sứ mệnh cao nhất, đó là đảm bảo kiếm đủ thu nhập cho những người lao động nghỉ hưu trong 30 đến 50 năm tới. Thế nhưng câu chuyện tại Anh thời điểm gần đây lại ngày càng trở nên phức tạp khi hàng trăm quỹ hưu trị giá hơn 1.000 tỷ bảng đã lâm vào cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đứng trên bờ vực phá sản. Điều này đã buộc Ngân hàng Trung ương Anh BOE phải vào cuộc để ổn định tình hình nhằm giữ an toàn cho hệ thống tài chính. Vì đâu nên nổi khi nước Anh xưa giờ vẫn nổi tiếng là một thị trường ít biến động mạnh. Lao đao vì kế hoạch cải tổ nền kinh tế. Mọi chuyện bắt đầu từ kế hoạch cải tổ nền kinh tế được công bố ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng. Theo đó, nước Anh sẽ tăng cường nợ công để thực hiện chính sách giảm thuế, qua đó kích thích nền kinh tế. Bình thường thì kế hoạch này không có hại gì, thậm chí còn có thể có lợi cho nền kinh tế. Thế nhưng nó lại được đưa ra ngay trong bối cảnh lãi suất trên thế giới đang tăng mạnh, nợ công cao và uy tín của các tổ chức chính phủ trong nước Anh đang suy giảm. Vì thế, quyết định vay nợ thêm để hỗ trợ kinh tế đã khiến các nhà đầu tư hoảng loạn, bán ra ồ ạt lượng trái phiếu lớn, khiến nó trượt giá và đồng bảng Anh cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 37 năm qua, ở mức 1,1 đô la một bảng Anh. Paul Johnson, giám đốc của Viện Nghiên cứu Tài khoá Anh, cho biết thị trường dường như bị hoảng loạn cực độ trước quy mô của kế hoạch kích thích tài chính. Ông cũng nói thêm rằng đây là gói cắt giảm thuế mạnh nhất trong gần nửa thế kỷ qua. Không chỉ khiến cho đồng bảng Anh lao dốc, kế hoạch cải tổ nền kinh tế còn khiến cho hàng loạt quỹ hưu trí ở Anh lâm vào khủng hoảng mạnh do các quỹ này thực hiện chiến lược đầu tư thâm dụng nợ, Liability Driven Investment, viết tắt là LDI. Cụ thể, các quỹ hưu trí cần phải đảm bảo có đủ tiền để trả cho người lao động nghỉ hưu trong tương lai. Họ sẽ phải vạch kế hoạch trong 30 đến 50 năm tới. Và để có đủ tiền thanh toán trong khoảng thời gian đó, các quỹ hưu trí thường mua trái phiếu có niên hạn dài. Không những thế, những quỹ hưu trí ở Anh cũng sẽ mua các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho khoản đầu tư trái phiếu ấy, bởi chúng có thời gian rất dài. Trong quá trình này, các quỹ hưu trí sẽ phải đưa ra tài sản để thế chấp, và nếu trái phiếu mất giá để lợi suất lên cao như ở thời điểm hiện tại, thì đồng nghĩa với việc các quỹ hưu trí sẽ phải đổi thêm tài sản thế chấp cho công cụ phái sinh theo nguyên tắc ký quỹ. Thị trường 1,1 nghìn tỷ đô la lao đao. Theo Ngân hàng Trung ương Anh, hiện tại thị trường LDI tại Anh đã phát triển và đạt tổng giá trị đến 1.000 tỷ bảng, tương đương 1,1 nghìn tỷ đô la. Nếu lợi suất trái phiếu tăng chậm, thì điều này không ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư LDI của các quỹ hưu trí. Thế nhưng, với đà tăng quá mạnh như hiện nay, thì tình hình lại trở nên phức tạp, thậm chí có thể khiến một vài quỹ hưu trí phá sản. Hãng tin CNN cho biết, trong bối cảnh giá trái phiếu giảm, để lợi suất tăng nhanh, các quỹ hưu trí buộc phải bơm thêm hàng tỷ bảng tài sản thế chấp cho công cụ phái sinh. Quỹ bảo vệ hưu trí Anh cho biết họ phải tăng thêm 1,6 tỷ bảng để ký quỹ. Dù quỹ này có đủ khả năng nộp thêm tiền mà không phải bán tài sản, nhưng hàng trăm quỹ hưu trí khác lại không may mắn như vậy. Để có tiền ký quỹ thì họ buộc phải bán bất cứ thứ gì họ có, bao gồm cổ phiếu doanh nghiệp, bất động sản và thậm chí là trái phiếu chính phủ. Nhưng không may là việc các quỹ hưu trí bán lượng trái phiếu ồ ạt lại vô tình đẩy giá trái phiếu hạ xuống, đẩy lợi suất lên cao hơn nữa. Điều này tạo thành vòng luẩn quẩn không lối thoát, khiến các quỹ hưu trí ngày càng lâm vào tình trạng khủng hoảng hơn. Chuyên gia đầu tư Ben Gold của hãng tư vấn hưu trí XPS Pensions cảnh báo, nó bắt đầu trở thành vòng luẩn quẩn, mọi người đều bán ra lượng trái phiếu lớn mà chẳng có ai chịu mua vào. Cũng theo Ben Gold, ít nhất một nửa trong số 100 quỹ hưu trí được tư vấn bởi hãng tư vấn hưu trí XPS đang đối mặt với vấn đề thiếu tiền mặt cho tài sản thế chấp, và toàn thị trường có thể thiếu khoảng 100 đến 150 tỷ bảng Anh. Nếu chính phủ không có động thái nào chấn chỉnh hoặc cứu lấy các quỹ hưu trí, thì nền kinh tế Anh có thể sụp đổ bởi các phản ứng dây chuyền. Trong lá thư gửi ông Mel Stride, chủ tịch của Ủy ban Tài chính Liên đảng TSC, Phó thống đốc BOE John Conliff cũng từng tiết lộ rằng các quỹ LDI đã gửi nhiều cảnh báo thảm khốc tới BOE vào đêm ngày 27 tháng 9. Khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm đã tăng 67 điểm cơ bản và tổng tài sản ròng của nhiều quỹ LDI có thể đã âm.
Điều này nếu tiếp tục diễn ra thì nước Anh rơi vào tình trạng bất ổn tài chính. Cuộc chiến chống khủng hoảng. Trong trường hợp xấu nhất, tình hình khủng hoảng kéo dài, nền kinh tế tiếp tục đi xuống và các quỹ hưu trí đua nhau phá sản, thì xã hội Anh có thể sẽ suy tàn theo nghĩa đen. Khi đó, hàng chục triệu người nghỉ hưu sẽ không có lương dưỡng già, tạo gánh nặng cực kỳ lớn cho chính phủ và những người trong độ tuổi lao động. Một chuyên gia kinh tế cho biết, tôi chưa thể tưởng tượng hết được những điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra. Đối mặt với tình hình tồi tệ ấy, Ngân hàng Trung ương Anh BOE đã ngay lập tức đặt trong tình trạng chống khủng hoảng. Sau buổi làm việc xuyên đêm ngày 27 tháng 9 năm 2022, BOE đã tuyên bố sẽ mua vào đến 65 tỷ bảng, tương đương khoảng 73 tỷ đô la trái phiếu nếu cần thiết để ổn định thị trường. Đồng thời, kế hoạch giảm thuế trước đó cũng sẽ được tạm hoãn để ổn định thị trường. Rõ ràng, việc bỏ mức thuế 45% đã gây sao lãng khỏi sứ mệnh quan trọng của chúng tôi là xử lý những thách thức mà nước ta đang đối mặt. Vì thế, tôi thông báo chúng ta sẽ không bỏ mức thuế 45% nữa. Chúng tôi đã lắng nghe, Bộ trưởng Quartang nói trong một tuyên bố. Sau thông báo của chính phủ, đồng bảng đã lấy lại phần giá trị đã mất so với đô la Mỹ, trở về mức 1,13 đô la. Nó cũng đã tạm thời trì hoãn đà khủng hoảng gây bất ổn cho hệ thống tài chính nước Anh. Trong cuộc họp với Quốc hội, BOE đã thừa nhận nếu họ không phản ứng nhanh, nhiều quỹ hưu trí sẽ phá sản và tạo nên một cuộc khủng hoảng dây chuyền cho hệ thống tài chính và những điều tồi tệ nhất cho xã hội Anh sẽ xảy ra. Hiện tại, các quỹ hưu trí ở Anh đang cố gắng chạy đua bằng cách bán ra lượng trái phiếu vừa đủ để kiếm đủ tiền thế chấp cho công cụ phái sinh trước khi chương trình mua lại trái phiếu của chính phủ kết thúc. Mặc dù hành động này đã phần nào xoa dịu được tình hình, thế nhưng các nhà đầu tư vào các quỹ hưu trí vẫn khá là nghi ngại bởi tình hình kinh tế toàn cầu đang có xu hướng xấu đi và họ không biết khi nào thì khoản đầu tư dài hạn của họ sẽ lại gặp vấn đề. Khi thị trường đi lên thì việc đầu tư khá dễ dàng, thế nhưng mọi thứ sẽ trở nên khó khăn khi thị trường đi xuống và bạn phải điều chỉnh lại sao cho thích nghi với tình hình mới. Thị trường vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới vì những gì BOE đã làm thực chất chỉ giúp các quỹ hưu trí kéo dài thêm thời gian chứ không giải quyết vấn đề cốt lõi. Giám đốc đầu tư Barry Kenneth của quỹ hưu trí Pension Protection Fund cảnh báo. Cũng theo hãng tin CNN, không riêng gì các quỹ hưu trí mà nhiều doanh nghiệp lẫn cá nhân vay tiền mua nhà thế chấp cũng đang cực kỳ lo lắng. Bởi lẽ nếu hệ thống tài chính khủng hoảng sẽ gây ra ảnh hưởng dây chuyền, khi đó doanh nghiệp sẽ phá sản và các cá nhân cũng sẽ khủng hoảng khi không có tiền trả tiền vay nợ mua nhà. Có lẽ vì vậy mà ở thời điểm hiện tại, ngày càng có nhiều người Anh bán bớt tài sản để giữ tiền hoặc đổ vào các tài sản trú ẩn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!